Ok, Đạt Đại Hàng chào toàn thể các bạn trên kênh YouTube, đặc biệt là các em học sinh sinh viên. Rất là vui ngày hôm nay được trở lại gặp gỡ các bạn trong chương trình chia sẻ các cái video về chủ đề các cái ngành học. Có một cái câu hỏi mà chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn, đó là không giỏi vật lý thì có nên học IT hay không? Đây là một trong những cái câu hỏi mà mình cũng nhận được trong các năm vừa qua. Và năm nay mình cứ có thời gian rảnh, mình sẽ lục lại những cái câu hỏi này để mình tìm hiểu, phân tích, và cùng với đó sẽ là dùng các cái thông tin trên mạng và những người đã đi trước đã để chia sẻ cho các bạn ha. Trước khi mà vào chủ đề ngày hôm nay, mình có để đường link cái trang doanh nghiệp của mình trong phần mô tả. Nếu mà các bạn xem xong video có thời gian rảnh, hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó là một cái động lực để cho mình có thể là ra nhiều video để hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Câu hỏi ngày hôm nay như thế này. Em thích công nghệ thông tin nhưng mà cái ngành này có môn đại cương là vật lý, em không giỏi môn này nên định đi học ở trung tâm thay vì đại học. Em tham khảo nhiều nguồn thấy mọi người nói rằng môn vật lý không cần thiết cho ngành IT. Mọi người cho em hỏi nếu không học đại học mà học IT ở trung tâm thì nên chọn địa chỉ nào? Học trung tâm liệu em có xin được việc hay không? Trong trường hợp em không học IT ở trung tâm, em nên chọn ngành nào không có môn vật lý? Em xin cảm ơn mọi người. Đây là một câu hỏi của các bạn. Thì ở đây sẽ có rất nhiều cái câu trả lời của những người đã đi trước, và mình xin trích dẫn những cái câu trả lời này để các bạn có một cái cách nhìn khách quan hơn, và có nhiều cái sự chọn lựa phân tích. Anh Quang Đạo chia sẻ như thế này nè các bạn: cá nhân mình nghiêng về học đại học nếu khả năng bạn cho phép. Vật lý kém thì cố gắng mà học, không được 9, được 10 thì cũng đủ điểm qua môn. Và theo quan điểm cá nhân thì cái cách tư duy giải quyết bài toán mới là cái mà học đại học mang lại. Còn về vấn đề kiến thức chuyên ngành thì nói thật, có khi trung tâm còn dạy các bạn kỹ hơn. Thực sự khá phí tài nguyên khi học môn đại cương mà không lại dùng cho IT. Cho nên tôi nghĩ đào tạo IT nên bỏ bớt các cái môn học đại cương không cần thiết. Còn tôi xuất thân điện tử nên thấy vật lý rất là hay. Đó. Một anh cũng làm IT, anh chia sẻ vậy nè, đồng ý với cái bạn Quang ở trên, có nghĩa là cái câu trả lời lúc nãy mình vừa đọc đầu tiên đó. Bạn trẻ nên nghe học theo học đại học. Học trình cao, giáo trình, quá trình rèn luyện vững chắc. Môn vật lý thật ra không liên quan nhiều đến học lập trình mà nó là môn cơ sở. Đúng rồi các bạn, đó là môn cơ sở ngành, môn đại cương. Cho dù bạn học cao đẳng hay đại học hay cũng phải học đại cương, không giỏi thì cố gắng học cho qua. Vật lý chung quy cũng gói gọn trong cơ quan nhiệt điện, nó rạch ròi, có định lý công thức và lối tư duy cũng tựa toán và hóa, không quá khó đâu. Chính xác là như vậy các bạn. Thật sự ra hồi xưa mình đi thi đại học đó bạn, trong 3 môn toán lý hóa thì môn vật lý là môn dễ nhất, môn vật lý là môn dễ học nhất đó các bạn. Mà nếu mà mình nghĩ là khó thì thật sự phải nói là toán. Sau đó nên nó phải nói là tới hóa, bởi vì hóa nó nặng cả lý thuyết, hóa nó rất nặng lý thuyết. Đó, cho nên thật sự trong môn lý là môn dễ học nhất. Và mình cũng không hiểu tại sao. Đây là sự thật. Khi mà cái thời trước giờ mình học các bạn, mình chưa thấy một đứa nào học giỏi toán mà học dở lý và hóa. Còn tất cả những đứa mà nói em học tốt môn toán mà lý hóa dở thì đứa đó dốt, chắc cú là như vậy. Các bạn phải tin mình chưa thấy một đứa nào học giỏi toán mà lý hóa nó dốt. Bởi vì mặc nhiên khi chúng ta giỏi toán thì lý hóa nó trở nên quá là đơn giản. Và nếu các bạn học toán ở mức khá thì các bạn cũng có khả năng học lý hóa ở mức khá. Bởi vì các bạn biết là những cái môn khoa học này nó cần cái sự tính toán, tư duy logic rất là cao. Và không có lý do gì chúng ta học tốt môn toán mà chúng ta học ngu môn lý, môn hóa đó. Cho nên những cái đứa mà mình chỉ cần nghe là con học giỏi môn gì, con học tốt môn gì, nó kêu là con học tốt môn khoa học tự nhiên thì mình thấy còn ok, học được một môn toán lý hóa thấy ok. Còn nghe nó nói con học được môn toán à, còn lý hóa con dở lắm, chắc chắn đứa này dốt. Từ xưa giờ mình thấy chưa trật đứa nào hết đó. Mình chưa có thấy một đứa nào học giỏi toán mà lý hóa nó ngu hết. Đó là sự thật. Đó. Học lập trình ở đâu thì ráng theo chỗ nào có bậc học cao mà khả năng mình đạt tới. Còn rớt đại học dĩ nhiên phải chọn cao đẳng rồi. Học vài ba khóa ở trung tâm mà đi xin việc thì chua lét.
trừ khi bạn thực sự xuất sắc. Các bạn nên nhớ, học lập trình không nên chúng ta học ở các trung tâm, bởi vì đa phần lùa gà là chính. Đó là chia sẻ các bạn, rất nhiều người đi trước họ nói như vậy đó các bạn. Đó. IT hiện nay không xuất thân từ trường top thì khó mà xin việc, chứ đừng nói là trung tâm. Môn học chủ lực của IT là các loại toán ứng dụng, vật lý hóa học chỉ là môn hỗ trợ ít kiến thức nền tảng thôi. Có một anh chia sẻ là các bạn cứ theo môn vật lý không liên quan nhiều đến IT. Đó. Có những anh thì chia sẻ như thế này, em ra trung tâm học bổ trợ lại môn vật lý, xem trước cái giáo trình đại học xem cần học gì, cơ điện, lý thuyết tương đối, rồi ra trung tâm học đúng những thứ đó, chỉ cần vài tháng lấy lại căn bản. Anh nói sai rồi. Anh nói không đúng, bởi vì vật lý ở đại học gọi là vật lý đại cương. Đó. Vật lý ở đại học là vật lý đại cương, có những trường nó học sâu hơn, ở khối kỹ thuật nó có vật lý đại cương A1, vật lý đại cương A2. À, nó học về thuần túy về kiến thức khoa học cơ bản. Cho nên là ở trung tâm nó không có dạy những cái này. Các bạn nên nhớ là cái vật lý đại cương á, nó chung chung nó giống như cái thời, nó là tích tụ của những cái kiến thức mà trước đây chúng ta học ở 3 cấp. Đó. Rất là nhiều người trả lời luôn. Nếu bạn cực giỏi một lĩnh vực trong IT thì bạn có thể tự học hay ở, học ở trung tâm, và tương lai bạn sẽ là boss hoặc là startup, nhưng 99.99% là thất bại. Còn nếu bạn làng nhàng như mọi người thì hãy học đại học để kiếm việc lương trung bình hơn. Anh này nói nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hiểu ý của ảnh. Nếu mà chúng ta suy nghĩ chúng ta sẽ hiểu ý của ảnh. Là tại sao các bạn? Các bạn biết là những cái người mà người ta giỏi IT đó, thì đa phần đó, IT là một cái môn học, một cái lĩnh vực mà mình trước đây chia sẻ các bạn rồi, nó đòi hỏi cái tư duy của chúng ta rất là nhiều. Và cái việc chúng ta học ở trên trường á, được thầy cô giảng dạy, trợ cấp về giáo trình, dạy chúng ta, truyền đạt cho ta những cái kiến thức, những cái nền tảng, và cung cấp từ cái nền tảng đó, nó giúp cho chúng ta có cái khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự khai thác để chúng ta đi đúng hướng. Chứ không có nghĩa là thầy cô nắm tay chỉ việc được. Mà đặc thù của ngành IT là cái sự sáng tạo, cái sự thay đổi của nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Cho nên chả có ai mà dạy cho các bạn là tới đó nó sẽ như vậy, không có. Chúng ta chỉ là cái nền tảng kiến thức khoa học cơ bản. Và cái tư duy của chúng ta nó đã có sẵn do quá trình chúng ta học tập, phải không? Chỉ số thông minh của chúng ta. Còn nếu như mà bạn bình thường thì tốt nhất hãy lựa chọn một trường đại học danh tiếng, uy tín để chúng ta học. Đó. Theo cảm nhận của mình, cũng là cái dân IT, khi học đại học, lúc phổ thông, mình cảm nhận mình học không được tốt, sau đó đã nhận ra vấn đề như sau. Kiến thức trong sách giáo khoa, đặc biệt là phần bài tập thì nội dung ít, nhưng thi cử thì mở rộng, thậm chí có cả vấn đề hóc búa. Đôi khi cần phải học thêm thì mới học tốt, còn đại học, chương trình dạy gì thì đó, nên cũng không quá áp lực, không cần học thêm mà cũng qua. Tuy nhiên, những trường top đầu để qua môn học thì phải tự học cao, vì đề thi sẽ ra nhiều câu vận dụng cao dựa trên kiến thức học trên lớp. Đúng, cái này là đương nhiên. Đó mới gọi là học các bạn. Chứ không lẽ học cái gì ra thi cái đó, chết luôn á. Nó đâu còn cái gì là của một cái môn mà tư duy nữa đâu các bạn. Đó. Còn các cái trường top giữa tư thục, đề thi sẽ không quá khó để qua môn. Nên thích ngành này, bạn cứ mạnh dạn đăng ký học. Còn IT học nhiều về toán và tư duy hơn là vật lý. Đó, thì mình chia sẻ tới đây còn nhiều lắm các bạn ơi. Ôi ơi, một vàng luôn á, tới 70 câu trả lời, đọc thì cũng không hết đâu. Nhưng mà nhìn chung chung thì các bạn thấy là cái vấn đề học IT nó không quá là cần thiết đến môn vật lý, bởi vì đó chỉ là cái môn nền tảng chúng ta có thể học tốt, hoặc nếu không tốt một môn lý chúng ta có thể là học cho qua môn cũng được, không cần nhiều. Và mình nói thật luôn, mình cũng đã từng trải qua môn vật lý A1 A2 rồi, mình cảm thấy nó rất là bình thường, không có gì hết. À, lấy 9-10 điểm thì khó, chứ lấy 7-8 điểm thì mình nghĩ là đơn giản nếu như các bạn chịu học. Bởi vì nó không có khó các bạn. Nó không có khó. Đó. Còn IT thì thật sự nó khó. Đó. Nhưng mà nếu mà có một bạn nào hỏi rằng không giỏi vật lý có nên học IT hay không, thì mình đánh giá rất thấp câu hỏi này. Câu hỏi này là câu hỏi không hay, mà nó phản ánh được cái tư duy của cái người đặt câu hỏi. Ok. Đạt Thang chào toàn thể các bạn trên kênh YouTube. Và nếu các bạn thấy video này hay, vĩ nghĩa, hãy like và chia sẻ cho người cần đến nó. Nếu các bạn có thời gian hãy nhấn vào đường link
và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn nha.